Nhận định bóng đá Fulham với Burnley, 2 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021, vòng 35 giải ngoại hạng Anh, đội chủ nhà Fulham sẽ tiếp đón đội khách Burnley trên sân nhà. Để mất điểm tại vòng đấu trước, đội chủ nhà Fulham vẫn dậm chân tại vị trí rơi hạng. Burnley cũng không hề đứng đâu xa khi chỉ cách Fulham 2 bậc trên bảng xếp hạng. Hãy theo dõi trận đấu này để biết được kết quả cuối cùng đội bóng nào sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hiện tại Burnley có 36 điểm sau 33 vòng đấu, tạm thời xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, Burnley có trận thắng 2, một khi gặp Everton, nhưng sau đó là chuỗi 3 trận liên tiếp phải nhận thất bại khi đối đầu với Southampton, Newcastle và Manchester United. Tuy nhiên ở vòng đấu gần nhất, Burnley đã có chiến thắng đậm 4-0 khi đối đầu với Wolves. Hiện tại Fulham chỉ có 27 điểm sau 34 vòng đấu, tạm thời xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, thành tích của Fulham phải nói là khá tệ. Fulham chỉ có được 1 điểm khi cầm hòa 1-1 với Arsenal. Họ mất trắng 12 điểm được chia đều cho Leeds, Aston Villa, Wolves và gần nhất là Chelsea. Theo thống kê trong 20 trận mở kèo, Fulham đã để người chơi của họ thắng kèo 7 trận, hòa 3 trận và thua 10 trận. Phía bên kia chiến tuyến, chỉ số của Burnley cho thấy người đặt cược vào đội bóng này có 10 trận thắng kèo, 2 trận hòa và nhận 8 trận thua. Ở trận đấu gần nhất Burnley thua kèo còn Fulham thắng kèo. Với phong độ được thể hiện gần đây thì các chuyên gia nhận định bóng đá cho rằng kèo đấu Fulham với Burnley, Fulham sẽ là đội bóng có nhiều lợi thế giành chiến thắng. Kèo tài xỉu, 10 lần chạm trán gần nhất giữa Fulham với Burnley. Burnley thắng Fulham 6 trận còn Fulham chỉ thắng họ 2 trận, hai đội hòa kèo 2 trận. Sau 5 lần chạm trán gần đây nhất, có 4 trên 5 trận đấu gần nhất trung bình bàn thắng được ghi bởi cả hai đội trên 2.5 bàn. Tuy nhiên, với phong độ của hai đội bóng gần đây, trận đấu này sẽ có ít bàn thắng.